Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền địa vị trong xã hội. Trong năm 2023, được tài lộc của tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên, bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ, vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể vận trình của người tuổi Thìn như thế nào trong năm 2023 Quý Mão? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Thìn năm 2023 Quý Mão. Bước sang năm Quý Mão, tuổi Thìn không xung khắc mạnh với Thái Tuế, vận trình nhìn chung ít biến động, dần đi vào ổn định, không có đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn so với năm trước và với người khác. Trong năm có quý nhân hỗ trợ công việc, giúp bản mệnh có được những biểu hiện tốt. Trong năm có quý nhân hỗ trợ công việc, giúp bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và đề bạt thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp cũng gặt hái được thành quả nhất định. Điểm nổi bật trong năm 2023 của tuổi Thìn là có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, có cả cát và hung tinh. Nhìn chung, đào hoa vận vượng tốt cho những ai vẫn còn độc thân. Có điều sức khỏe giảm sút hơn hẳn, hao tốn tiền bạc cho phương diện này, các gia chủ tuổi Thìn cần chú ý. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 12 tháng 11 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Thìn. Vào những ngày này thì không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của gia chủ tuổi Thìn trong năm Quý Mão 2023. Xuyên suốt cả năm 2023, tuổi Thìn được các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn thách thức, thành quả cuối cùng bạn đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, năm nay vẫn chưa phải thời điểm tuổi Thìn đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần dần và lâu dài. Nhiều quý nhân trợ lực, gia chủ có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác và làm ăn, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên. Khoảng thời gian này không áp lực thực sự, nhưng có vô số những điều khó khăn mà gia chủ phải chịu đựng. Ở đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được nếu như không có ai tạo điều kiện cho mình. Tuổi Thìn nam mạng được cát tinh hỗ trợ đường công danh, sự nghiệp nhiều hơn nữ mạng nên có vẻ sẽ được thong thả an nhàn hơn. Nữ mạng tuổi Thìn dù có đạt được nhiều thành công lớn nhưng rất vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chuyện tình cảm cá nhân. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Thìn năm Quý Mão 2023. Ở thế như nước đẩy thuyền lên, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt dồi dào. Theo đó, phương diện tài chính 2023 tuổi Thìn có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt với những người kinh doanh buôn bán, năm 2023 hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc, kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất, thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư giả hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thìn năm Quý Mão 2023. Sức khỏe của người tuổi Thìn năm Quý Mão 2023 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, song trong năm có nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần, mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bên cạnh đó còn chịu ảnh hưởng của mệnh phù hung tinh, người tuổi Thìn rất dễ đau ốm vặt hoặc mắc các chứng bệnh về mắt, thần kinh hay khí huyết. Thời điểm giao mùa là lúc tuổi Thìn dễ ngã bệnh nhất. Áp lực tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra, cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ này xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan coi thường. Khi tự lái xe hoặc đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ và ăn uống khoa học, dù bận rộn đến mấy cũng không nên bỏ bữa hoặc không luyện tập thể thao. Làm được điều này, tuổi Thìn mới duy trì được thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi ra mùa. Trong năm, cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà có thể xảy ra bất trắc. Gia chủ hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi, lướt sóng, tránh xui xẻo ập tới. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Thìn năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tình cảm, gia đạo của người tuổi Thìn trong năm Quý Mão 2023 rất hài hòa và tốt đẹp. Các cát tinh mang tới vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc, có thể tiến tới hôn nhân và hạnh phúc. Nữ mạng tuổi Thìn mở rộng quan hệ xã giao, có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng, có thể nảy sinh tình cảm tốt đẹp trong thời gian ngắn. Với các cặp đôi đang yêu, nếu có dự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu, tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Tuy nhiên, hung tinh lại khiến bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách tuổi Thìn thay đổi tâm tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè, học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi chia sẻ, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới điều cát lành cho bạn. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Thìn trong năm Quý Mão 2023. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Người sinh năm 2000 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong năm Quý Mão. Dưới sự trợ giúp của quý nhân, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người trẻ tuổi mới sẽ bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của mọi người, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp bạn có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Theo đó, năm 2023 hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Năm nay, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại, đi tới đâu cũng được gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Ngoài ra trong năm nay, dễ dàng cùng người phát sinh miệng lưỡi, tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy mà mưu toan, cẩn trọng, mất tiền bạc bên ngoài. Năm nay có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người tuổi Bính Thìn sẽ phải trải qua một năm vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng là công, ăn lương, ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Một năm bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá là vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hồn hạp làm ăn. Về sức khỏe, cần chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải, khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như là gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2023 này, vận trình không có gì đáng lo, các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế thì nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ.
Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động cùng với bạn bè, đồng lứa, năng luyện tập thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính mình, ôm âu lo trong người. Tránh xa những kẻ tiểu nhân kẻo bị chúng lợi dụng và lừa gạt. Một mặt, năm nay cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông, đi lại. Mặt khác, năm nay nếu như phải xử lý công việc, có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tử vi 2023 tuổi Thìn nói chung, người tuổi Nhâm Thìn nói riêng sẽ đón một năm khá bình yên, không có quá nhiều biến động, gia đạo nhìn chung hài hòa, con cháu hiếu thảo. Tuy nhiên, sức khỏe có phần giảm sút do tác động của tuổi tác, chỉ cần bản mệnh giữ tâm lý lạc quan, nghỉ ngơi điều độ thì mọi chuyện đều yên ổn. Các gia chủ tuổi Thìn trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trông gai này. Qua phần luận giải của kênh Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.